Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, em xin được phép giới thiệu, em là Đào Quỳnh Hương, là hiện nay em đang là điều dưỡng trưởng của trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Qua cái hội nghị hội hô hấp này thì em có cơ hội được chia sẻ một cái bài về cách lấy cái bệnh phẩm hô hấp mà trung tâm em vẫn đang sử dụng. Đây là một cái phần chia sẻ rất nhỏ so với lại cả những cái kỹ thuật khác, thì em xin bắt đầu ạ. Vâng, thì lời đầu tiên em cũng xin được phép là thật ra thì ở trong hội trường chúng ta đây thì ai cũng biết được rằng trong cái quá trình điều trị của mình, từ cái khâu khi bệnh nhân vào viện, từ khâu thăm khám, chẩn đoán, thì ngoài cái việc thăm khám thực thể ra, chúng ta còn phải làm một cái việc vô cùng quan trọng, đó là chỉ định các xét nghiệm. Và chỉ định các xét nghiệm này thì không phải chỉ từ cái khâu chỉ định mà quan trọng nhất là cái khâu thực hiện. Thực hiện thế nào để cho cái xét nghiệm này nó được có kết quả được tốt nhất. Thế thì chúng ta cũng hiểu rằng là xét nghiệm thì đóng vai trò chủ đạo từ khâu chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc người bệnh. Nó không những là tiêu chí mà nó còn là cái thước đo để xem là cái hiệu quả điều trị tiến triển ở đến đâu và nó đem lại cho người bệnh được những cái gì. Thế thì cái kết quả xét nghiệm này nó chính xác hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào cái khâu từ khâu chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây thì có rất nhiều những vấn đề cần chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị về con người, thứ hai là chuẩn bị về dụng cụ và thứ ba là chuẩn bị về môi trường. Và cái thứ tư nữa là chuẩn bị về bệnh nhân. Thế thì sau đây em xin từng bước trình bày với các thầy cô, các quý anh chị cái bài trình bày của em, bài chia sẻ của em ạ. Vâng, cái bài trình bày của em thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần đại cương, hai là về phần nguyên tắc lấy bệnh phẩm và thứ ba là kỹ thuật lấy bệnh phẩm. Về phần nguyên tắc thì như em vừa trình bày xong thì là các thầy cô, các anh chị ở đây cũng hiểu rõ về cái tầm quan trọng của việc lấy bệnh phẩm như thế nào. Tại vì cái xét nghiệm có đúng hay không là do cái khâu, từ cái khâu chuẩn bị cũng như cái khâu kỹ thuật lấy của mình. Cũng là kết quả xét nghiệm nhưng nhiều khi cái kết quả nó không được chính xác. Từ kết quả không chính xác này có thể đưa ra những cái sai lầm trong vấn đề điều trị cũng như là quá trình chăm sóc của điều dưỡng. Và như các anh chị thấy thì bệnh phẩm hô hấp thì gồm có các loại bệnh phẩm, ví dụ như là dịch họng, là đờm ạ, là dịch phế quản và dịch phế nang. Phần đầu tiên thì trước khi để thực hiện cái kỹ thuật này thì đầu tiên là người bệnh phải biết được rằng người ta sẽ được làm cái gì và người ta phải chuẩn bị tâm lý như thế nào để có thể cho ra bệnh phẩm tốt nhất. Để chuẩn bị được tâm lý thì trước tiên là chúng ta phải nói cho bệnh nhân là cái bệnh của bác cần phải làm xét nghiệm gì và xét nghiệm này được thực hiện vào thời gian nào và xét nghiệm này thực hiện như thế nào. Và điều dưỡng thì về trang phục thì điều dưỡng phải có đầy đủ những cái trang phục về chuyên ngành, dụ như là quần áo, mũ, khẩu trang và thậm chí có những cái bệnh phẩm phải được lấy ở trong buồng lấy bệnh phẩm. Về vấn đề chuẩn bị dụng cụ thì tùy vào những cái xét nghiệm cần lấy thì chúng ta sẽ chuẩn bị những dụng cụ phù hợp. Về thời gian thì có những cái yêu cầu, ví dụ như xét nghiệm này cần phải lấy vào 5 giờ sáng chẳng hạn, nhưng có xét nghiệm thì phải cần lấy ngay tức thì trong trường hợp cấp, thì cái này tùy thời gian chỉ định thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thời gian để chúng ta lấy cho phù hợp với quá trình điều trị. Và khi lấy xong, về cái nguyên tắc nữa mà chúng ta cũng phải hiểu được rằng là lấy bệnh phẩm xong không phải là chúng ta lấy xong chúng ta để từ sáng đến chiều mới đưa. Thì dù chúng ta có chuẩn bị về tâm lý bệnh nhân hay chúng ta có chuẩn bị về trang phục hay chuẩn bị về nhân lực vật lực thì nó cũng vô nghĩa. Thế nên cái vấn đề này nó cũng rất quan trọng, khi chúng ta lấy xong chúng ta cũng phải nắm được là cái thời gian bảo quản và cái thời gian vận hành để chuyển được cái mẫu bệnh phẩm đó tới cái nơi làm xét nghiệm nó đúng và nó đủ để mà có cho ra kết quả được chính xác. Bên cạnh đó thì cái việc cũng vô cùng quan trọng đó là năm đúng ạ. Năm đúng ở đây tại sao phải năm đúng? Tại vì rất nhiều những trường hợp đã xảy ra và y khoa đã ghi nhận đó là những sự cố y khoa do nhầm lẫn từ tên tuổi người này sang bệnh phẩm của người khác đã xảy ra rồi và chúng ta cũng đã phải giải quyết rất là nhiều ạ. Chính vì vậy mà cái năm đúng ở đây, đầu tiên chúng ta phải check từ họ, tên, tuổi, số giường hay còn gọi là mã ID mà bây giờ bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện là cái barcode của bệnh nhân ạ. Tức là trên tờ chỉ định có barcode và trên ống xét nghiệm cũng phải có barcode và hai barcode đó phải trùng nhau, trùng với vòng đeo tay của bệnh nhân. Thế thì khi mà xong thì cái khâu tiếp theo là phải thu dọn dụng cụ và xử lý dụng cụ đúng quy định và phải ghi vào ngày giờ cái thời gian chúng ta thực hiện cái kỹ thuật này và phải có cái chữ ký của điều dưỡng.
Em xin chia sẻ một số những cái kỹ thuật lấy dịch ngoài họng. Dịch ngoài họng thì chúng ta tiến hành dịch ngoài họng này thì để nhằm xác định là có bị nhiễm trùng vùng hầu họng do vi khuẩn hay không, và cái bệnh phẩm này thì phải lấy trước khi bệnh nhân sử dụng kháng sinh toàn thân. Về dụng cụ chuyên dùng thì trên màn hình thì các thầy cô các anh chị có thể nhìn thấy dụng cụ, đây là dụng cụ tăm bông và trong cái bao gói vô trùng vô khuẩn ạ. Và bên cạnh đó thì chúng ta có dùng cái dụng cụ đè lưỡi. Ở đây thì chưa thể hiện được bút ghi cũng như là khay hay là hộp, nhưng mà những cái vật dụng này là những cái vật dụng đi kèm khi mà chúng ta sử dụng để lấy bệnh phẩm. Về chuẩn bị người bệnh thì như phía trên em đã chia sẻ, tức là bao gồm tất cả những cái thông tin cần phải có mà theo như quy định của Bộ Y tế cũng như là những cái quy định của Bệnh viện Bạch Mai trong quy trình lấy bệnh phẩm, gồm có các thông tin của bệnh nhân cũng như là thông tin trên ống mà đựng bệnh phẩm đó. Về kỹ thuật này thì em có thể chia sẻ như sau ạ. Đầu tiên là sẽ cho bệnh nhân ngồi và hơi ngửa đầu về phía sau. Bệnh nhân có thể mở to miệng và chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân là bác có thể nói a a a khi tôi yêu cầu. Và khi bệnh nhân nói như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái tăm bông đó. Sau khi bệnh nhân đã được giải thích rồi thì người ta sẽ hợp tác với mình để mà thực hiện kỹ thuật này được thuận lợi hơn. Và mình sẽ dùng cái tăm bông này quệt vào 3 vị trí. Thứ nhất là hai bên amidan và thành sau họng, hoặc là những cái vị trí có tấy đỏ hoặc là mưng mủ. Sau khi lấy xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái tăm bông này vào cái ống có nắp chặt vô trùng và gửi ngay đến cái khoa xét nghiệm và thu dọn dụng cụ và ghi những cái phiếu cần thiết. Và người ta cũng khuyến cáo theo như những cái quy định, quy trình của Bộ Y tế cũng như là của bệnh viện quy định thì bệnh phẩm này tốt nhất là được cấy ở môi trường thích hợp và nhuộm ngay trong vòng 4 giờ sau khi lấy. Tiếp theo là đến kỹ thuật lấy đờm ạ. Kỹ thuật lấy đờm là một cái kỹ thuật vô cùng thông thường đối với các khoa hô hấp. Để đặc biệt là để tìm trực khuẩn lao thì cái bệnh phẩm này thì nguyên tắc là vô trùng và lấy càng sớm càng tốt và đúng bệnh phẩm. Tại sao ở đây phải nói là đúng bệnh phẩm ạ? Tại vì khi mà một người điều dưỡng ra hướng dẫn bệnh nhân để mà lấy cái bệnh phẩm đờm, nhiều khi bệnh nhân người ta không hiểu, sáng hôm sau bệnh phẩm thu lại được là gì ạ? Là một lọ nước bọt. Và cái lọ nước bọt này thì hoàn toàn không có tác dụng trong điều trị, vừa mất nhân công, vừa mất thời gian, lại vừa mất cái khoảng thời gian vàng điều trị khi mà để chẩn đoán bước đầu ạ. Cách lấy thì sẽ như sau ạ. Đầu tiên là người điều dưỡng sẽ hướng dẫn người bệnh tự khạc đờm. Và cái thứ hai là phải kích thích người bệnh ho khạc được đờm. Nếu như người bệnh mà khó khăn quá trong vấn đề ho khạc đờm thì chúng ta có thể kích thích bằng cách là cho bệnh nhân khí dung bằng nước muối ưu trương, hoặc là có một cách nữa là có thể lấy đờm qua cách đặt sông dạ dày. Và cũng như là các quy định trên thì phải ghi đầy đủ thông tin của ngày giờ người bệnh vào mẫu. Đây ạ, trên hình ảnh thì các thầy cô các anh chị có thể thấy đây là một cái mà rất là thông thường khi mà hướng dẫn bệnh nhân. Và tại Trung tâm Bệnh viện Bạch Mai thì tại các phòng bệnh thì đều có những cái hướng dẫn như thế này. Thứ nhất là hướng dẫn của người điều dưỡng bằng lời nói, bằng trao đổi. Cái thứ hai là có thể bằng những hình ảnh để người bệnh có thể dễ hình dung ra là mình sẽ làm gì. Đầu tiên là phải xúc miệng với nước lọc. Tiếp theo là hướng dẫn bệnh nhân hít thở sâu 3 lần. Hít hơi vào thật sâu, nín thở vài giây và thở ra chậm chậm. Và lần thứ ba là hít hơi vào thật sâu, ho mạnh đến khi có đờm trong miệng rồi nhẹ nhàng nhổ hết cái số đờm đó vào trong lọ. Và khi nhổ hết xong thì chúng ta sẽ phải đậy nắp và chúng ta sẽ gửi đến phòng xét nghiệm. Một cái quy trình nữa, đây là ở trong cái trường hợp là bệnh nhân mà khó khạc đờm thì các thầy cô, các anh chị có thể nhìn thấy đây là cái máy khí dung siêu âm mà hiện tại Trung tâm Hô hấp đang sử dụng cho bệnh nhân. Và cái người hướng dẫn cho bệnh nhân cũng là một điều dưỡng của Trung tâm Hô hấp. Đây ạ, như trên phần trên em đã trình bày, tức là đây là cái kỹ thuật mà khí dung muối ưu trương giúp cho bệnh nhân loãng đờm, kích thích ho và giúp cho người bệnh dễ khạc đờm. Thì ở đây có thêm một cái máy nữa, đó là máy siêu âm khí dung và thêm một mặt nạ. Và dụng cụ đi kèm, ngoài cái dụng cụ đó thì còn có thêm 10ml dung dịch nước muối ưu trương với nồng độ 3, 5 hoặc là 7% hoặc 10% tùy theo chỉ định của bác sĩ. Và lọ đựng bệnh phẩm. Và ở đây có một điều là nếu như chúng ta có thể tiến hành lấy bệnh phẩm được trong buồng riêng thì là tốt nhất. Thứ nhất là để thuận tiện
cho cái môi trường lấy. Thứ hai là sau đó cái việc mà chúng ta khử khuẩn cái phòng đó nó sẽ vô cùng thuận lợi và nó không bị phát tán ra bên ngoài. Và quy trình cũng là như sau ạ. Cũng là giải thích với người bệnh và giải thích sự cần thiết trong cái thực hiện thủ thuật. Và khi cái bệnh nhân thực hiện cái kỹ thuật này thì có thể gặp một số những tác dụng phụ như là ho, khô miệng, tức ngực, buồn nôn hay là tăng tiết nước bọt. Do vậy mà người bệnh phải vệ sinh răng miệng trước khi khí dung. Ở đây thì điều dưỡng cũng hướng dẫn cách thở và ho cho trong cái quá trình này và giúp người bệnh thở bằng miệng, hướng dẫn người bệnh thở bằng miệng. Người bệnh cũng hít sâu, gắng sức ho và người bệnh cần phải ho khạc đờm có điều khiển để cố gắng lấy được cái mẫu đờm sâu nhất. Và sau khi mà thực hiện xong thì người bệnh cố gắng ở phòng cách ly đến khi hết ho và đeo khẩu trang trước khi rời khỏi phòng. Thế thì cái kỹ thuật này thì có thể nói chi tiết hơn một chút, đó là đặt người bệnh ở tư thế thoải mái, cho nâm mối ưu trương vào cái bầu khí dung, bật máy để kiểm tra xem máy có hoạt động tốt hay không và đeo cho bệnh nhân mặt nạ. Và khi bật máy kiểm tra đấy thì cũng phải xem là có hơi có thoát ra, tiến hành sau đó thì tiến hành đeo mặt nạ cho người bệnh. Khí dung được khoảng 5 đến 10 phút thì người điều dưỡng sẽ dừng cái máy này và hướng dẫn người bệnh thở sâu vài lần và sau đó yêu cầu là ho có điều khiển. Bên cạnh đó thì người điều dưỡng có thể giúp bệnh nhân một số những cái động tác vật lý trị liệu nhẹ nhàng ở ngực, ví dụ như vỗ rung lồng ngực để cho người bệnh khạc đờm được dễ dàng. Và kỹ thuật khí dung này sẽ dừng lại khi mà bệnh nhân đã khạc được 1 đến 2 ml đờm cho mỗi yêu cầu và có thể là sau 15 phút khí dung. Nhưng mà trong cái trường hợp mà bệnh nhân khí dung như vậy mà xuất hiện những triệu chứng ví dụ như khó thở, tức ngực hay khò khè hoặc có dấu hiệu suy hô hấp, đau đầu hoặc cảm thấy buồn nôn thì chúng ta có thể dừng lại để xem là những cái triệu chứng này nó như thế nào và có thể báo bác sĩ để có cái biện pháp xử lý. Và khi kết thúc khí dung thì sẽ lấy mặt nạ ra khỏi mặt người bệnh và làm sạch khử trùng những bộ phận máy cũng như là những khu vực xung quanh từ dụng cụ cho đến các khâu khử khuẩn. Và sau đó thì bệnh nhân sẽ phải được theo dõi chặt chẽ suốt cái thời gian mà sau khi bệnh nhân khí dung xong, ví dụ các chỉ số sinh tồn, ví dụ như SpO2 hay là những cái dấu hiệu suy hô hấp khác. Cái trường hợp thứ ba mà chúng ta có thể thấy rằng là trong những trường hợp người bệnh không khạc được đờm thì bệnh phẩm cần phải lấy có thể là dịch hút từ dạ dày ạ. Thì quy trình lấy bệnh phẩm cũng như các quy trình khác, ở đây thì chúng ta sẽ phải là thực hiện một cái kỹ thuật đặt xông dạ dày cho bệnh nhân, gồm có khay chữ nhật, ống thông dạ dày, bơm 50, gạc miếng đè lưỡi hay là những cái dụng cụ đi kèm, ví dụ như găng tay sạch, tấm ni lông hay dầu parafin hay là khay đặt động, ống xét nghiệm. Thì cách tiến hành cũng như những kỹ thuật trước, tuy nhiên là nó có khác ở chỗ là gì ạ? Vẫn đặt người bệnh ở tư thế thích hợp và những cái dụng cụ chúng ta phải trải ni lông này, khăn trước ngực, đặt khay đặt động cạnh cằm và đặc biệt là chúng ta phải vệ sinh mũi họng, mũi miệng, bóc ống thông và khay đặt động. Và có một kỹ thuật đo đó là từ cánh mũi đến dái tai, dùng gạc bôi ống thông và sau đó thì sẽ đưa ống thông nhẹ nhàng qua mũi đến ngã ba hầu họng, hướng dẫn bệnh nhân nuốt hoặc nhấc đầu cao và tiếp tục tới vị trí đánh dấu. Cái kỹ thuật này thì sau khi bệnh nhân đã kiểm tra và đã thấy rằng ống thông đã vào dạ dày rồi thì người điều dưỡng sẽ dùng bơm 50 ml hút dịch vào ống và khi đã đủ xét nghiệm thì sẽ là rút ống thông. Sau khi thực hiện xong kỹ thuật thì người điều dưỡng cũng có trách nhiệm là giúp bệnh nhân về tư thế thoải mái và đánh giá người bệnh sau cái kỹ thuật này. Và cái quy trình cuối cùng cũng là thu dọn dụng cụ và cố gắng làm sao mà gửi xét nghiệm càng sớm càng tốt. Tại sao ở đây mà em cũng xin phép phải dừng từ cố gắng? Vì là trong công việc của điều dưỡng ấy, thì cũng có rất nhiều những cái việc mà nó ngoài cái vòng kiểm soát, ngoài tầm kiểm soát. Ví dụ như là đang đi thực hiện y lệnh chẳng hạn, lại có những cái ca mà cấp cứu đột ngột hoặc gì đó thì có thể làm chậm trễ lại cái quá trình mà đưa hoặc là những cái quá trình khác, thì ở đây em phải dùng từ là cố gắng hạn chế đến mức tối đa cái việc mà đưa chậm trễ bệnh phẩm. Và một cái kỹ thuật tiếp theo nữa mà trong cái xét nghiệm lấy bệnh phẩm hô hấp cũng nói đến, đó là cái lấy dịch rửa phế quản phế nang. Thế cái kỹ thuật này được thực hiện như thế nào ạ? Nó được thực hiện qua cái ống nội soi phế quản ống mềm ạ, khi bơm dung dịch nước muối sinh lý vào phế quản phế nang để lấy bệnh phẩm. Đó là những cái dung dịch chứa tế bào và những thành phần không phải tế bào của đường thờ nhỏ và phế nang. Về phương tiện thì kỹ thuật này được tiến hành khi mà bệnh nhân đang soi phế quản. Thì hệ thống ống soi phế quản sử dụng cho bệnh nhân trong quá trình soi cũng như bên cạnh đó là có thuốc
có lidocaine, có adrenaline và những cái dụng cụ đi kèm mà các thầy cô, các anh chị có thể nhận thấy trên slide em đã trình bày ạ. Cũng như các kỹ thuật khác thì chuẩn bị dụng cụ và chuẩn bị bệnh nhân cũng như là các thủ tục đi kèm. Cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật mà dùng trong phòng soi, tức là trong cái kỹ thuật soi đó thì là bệnh nhân được gây tê mũi họng với lidocaine, được đưa ống soi qua miệng, mũi và đến thanh môn, được gây tê. Và người điều dưỡng sẽ làm gì ở cái kỹ thuật này? Người điều dưỡng sẽ gắn bộ phận thu dịch vô trùng vào ống nội soi phế quản và dây hút và quan sát qua camera cái phế quản bên lành rồi đến bên tổn thương và theo cái chỉ định của bác sĩ tiến hành rửa phế quản phế nang. Từ đó thì sẽ từ từ hút ra được cái dung dịch rửa phế quản. Cái tiến hành rửa phế quản này thì có thể tiến hành bơm rửa khoảng 3 lần. Sau khi mà hút được cái dịch rửa phế quản này thì sẽ tháo bộ dịch vụ tháo cái bộ thu dịch vô trùng và rửa rút ống nội soi phế quản. Đây là cái hình ảnh ạ. Em cũng xin giới thiệu với các thầy cô các anh chị, đây là cái hình ảnh mà khi mà soi phế quản cho bệnh nhân ạ. Thì là bao gồm cả một ekip và bác sĩ. Hoạt động rất là đồng bộ ạ. Và sau khi soi phế quản, đặc biệt là người điều dưỡng phải chú ý cái khâu chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau soi. Như là lưu tại giường bệnh ít nhất là 15 phút, giường bệnh soi phế quản ít nhất 15 phút. Dặn người bệnh bắt đầu ăn uống sau soi 2 giờ, đưa về phòng ghi các kết quả xét nghiệm cần làm và gửi ngay đến các khoa cận lâm sàng. Trên đây là bài trình bày ngắn gọn và cũng là những cái chia sẻ mà tại trung tâm em đang tiến hành. Em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Em xin cảm ơn ạ.